Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video để có thể ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những cái sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay là tối ngày 18 tháng 4, bên em về được rất nhiều mic. Mặc dù nó vẫn chưa đủ cái số lượng mà em đã nhập, nhưng mà cũng được hơn 100 bộ rồi. Thì sang tuần cũng sẽ gọi là có hàng để trả cho anh em mà đã chờ đợi bấy lâu nay. Đấy, gồm tất cả các loại, nhiều loại, vị xanh, vị tím, hai dâu, bốn dâu, tự ngắt, không tự ngắt, đầy đủ các loại và đầy đủ các mức giá nhé. Nhưng mà tất cả các cái dòng mic em về thì đều rất là đẹp. Đấy, đây là mic vị xanh, đây là mic vị xanh tự ngắt này, rất là đẹp. Đấy, các bác nào mà đang quy định mua mic thì hãy nán lại một hai hôm để tham khảo giá bên em nhé, đảm bảo là hàng đẹp và giá rất là ngon. Đấy, và đây là mic vị tím đời cao, tay màn cam và cảm biến gia tốc tự ngắt nhé. Đấy, đây cũng là một dòng mic vị xanh này, và đây cũng là một thùng hãng mic cao cấp của Đức. Đấy, ngày sang tuần thì em sẽ có clip chi tiết để giới thiệu cho anh em sau. Đấy, cái dòng này là cũng là cái dòng mà siêu hay dành cho gia đình ở phòng hát, có tự ngắt nhé, tay hợp kim rất đẹp. Đấy, đẩy 600W, 800W class H, hàng khủng, rất nhiều hàng. Đây, và đây mic 4 dâu cho anh em sự kiện đây. Mic 4 dâu cho anh em sự kiện đấy, rất là chất. Và lần đầu tiên em mới gặp được cái dòng mic mà nó có màn hình những cái nút, tất cả những cái nút này là nút cảm ứng hết. Đấy, rất là đẹp, nút cảm ứng khá là lạ, cắm điện lên nhìn sáng rất là đẹp, còn ruột thì quá hoành tráng rồi. Và nó lại lạc vào đây bốn cái bộ mic LBO A6. Đấy, nói chung là hàng không biết là nó dùng chưa, nhưng mà nhìn còn đẹp như kiểu là thiếu một thùng xốp thôi. Hàng đẹp, tiếng hay, sóng xa, có cảm biến gia tốc và tự ngắt đầy đủ. Đấy, chỉ có mỗi điều là cái mạch này khá là nhỏ. Nhưng em nhìn thấy một con chip Nuvotone này, chip đời khá cao. Đấy, những cái con vàng số cao cấp nó cũng hay dùng cái con chip này. Đấy, mạch nhỏ này nhưng mà tiếng hay, sóng khỏe. Ngoài có đầy đủ các loại cảm biến gia tốc và tự ngắt. Cái này em có 4 bộ, tay chân đẹp như mới. Ngày mai em sẽ bán với giá là 1.800.000 bao ship và đầy đủ dây răng. Lực 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 7 7 em quay cho các bác xem cái tay của nó. Đấy, nói chung là còn mới tinh, tem mác đầy đủ hết 4 bộ này. Đấy, 1.800.000 bộ, cảm biến gia tốc và cảm biến tự ngắt đầy đủ nhé. Đây em ném đi chỗ này cho các bác xem đi, không có cái chỗ nào êm êm tí này. Cho bác test cái cảm biến gia tốc của nó. Đấy, ném xuống phát là tự động ngắt tiếng luôn. Đấy, còn cầm lên hoạt động bình thường. Không hiểu sao cái chạy mỗi cái con chip kia mà nó lại có thể ổn như vậy. 1.800.000 bộ nhé, tiếng rất là hay luôn. Sóng em bao cho anh em 50m, khỏe hơn cái sóng của cái dòng mic bay về tím em vẫn hay bán nhé. Đấy, thiếu mỗi thùng xốp thôi. Đấy, còn rất nhiều hàng ngày mai nó sẽ về tiếp nhé. Rồi, nếu mà các bác nào mà có dùng Zalo ấy, hoặc là cần hàng gì ấy, thì có thể inbox trực tiếp cái số Zalo này của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.